đúng trước thì cô đã hướng dẫn chúng ta cách ứng dụng các hình dạng của chú ong rất là xinh xắn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng các hình dạng làm một con vật khác. Tôi là một con vật có hai tay rất dài và tôi thích ăn cà rốt. Đúng, các bạn biết tôi là con gì? Ai đó bạn ạ? À, chính xác rồi, tôi chính là một chú thỏ rất xinh đẹp. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng các hình dạng xinh đẹp này nhá. Để làm chú thỏ này thì chúng ta cần chuẩn bị một số nguyên vật liệu sau: một tờ giấy màu xanh, một tờ giấy màu trắng. Và các bạn có cái quý nhất, nếu như chúng ta thích một chú thỏ màu cam, màu vàng thì mình có thể dùng thay một tờ giấy màu cam hoặc màu vàng, không sao cả. Nào, và bây giờ để tạo hình tròn thì chúng ta cần có một chiếc bát nhựa, một cuộn băng dính hai mặt. Là một chiếc huy hiệu. Tôi nghĩ rằng các bạn đi học theo chiếc kit chắc cũng đã thành một huy hiệu của môn học rồi, đúng không? Và chúng ta có thể dùng chiếc huy hiệu này để tạo hình tròn đấy. Và bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được các vật dụng kéo, bút chì và bút giác. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng bắt tay vào làm thôi nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ cần lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6 hình tròn. Mình sẽ tạo hình tròn lớn phía trước mặt thỏ. Các bạn sẽ dùng chiếc bát này, mình sẽ úp xuống từ lấy màu trắng. Vâng, đúng không? Thank you.
ta có thể để ý những sáng tạo mắt và khuôn mặt cho chúng thỏ nhé. Hôm nay bài học của chúng ta đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Xin chào.